Okay, tí buồn, chả cái tí buồn, xong tóc tí bầy.
bảy nóc nhưng quan sang một mũi mà mán sang một mũi mà một mũi con nứng một mũi ri ai sai phí mà một mũi con nứng và chất một mũi được đi thì nhiều máu một mũi con nứng một mũi con nứng bẩn á anh đi cả tan mình đúng về đường vô này chất một mũi đó sang một mũi con nứng bẩn và một mũi đó sai phí sai phí sai sắp ra tập cuốn và mấy đó hoặc hay mùi hay mùi bầu cuốn hoặc hay phạm chất thì bay bảo biết cứ do pi rồi mà thấy do pi rồi mà thấy phạm chất sang một mũi con mà bạn pi rồi thấy phạm sống tâm pi rồi hà sập pi chất khi do pi rồi hà pi do một chai nói sang một mũi cắt do đặt bầy tông á cắt do đặt bầy tông đặt bán bay bay đó mà phải buồn chà anh chị lớp có thể đáp án phần ba đó sai phí tra tốc buồn và bài đó phải buồn 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 mà phải phàm thì chất ở xa pi rồi hàm pi chạy lên của mũi bạn bờ chất thứ hai vì ở sông tốc chạy xa của mũi bạn bờ chất phải bị xa xa của mũi còn nữa còn được phàm pi chất bao nhiêu nghĩ như thế ha xa của mũi rồi bài bạn pi rồi hàm pi thì mình thật còn nữa bờ nếu khi gió hấp bấy thật quân nâng và lại xin nhà đo đi nữ và lại chứ thì mang sai phi quân nâng mà chứ nhóm phi rồi hàm phí dù mà chạy ai sai sắp chạy sai sắp phi chứ chạy ai sai sắp phi máu dân cạnh được đạt bấy tổng chứ chạy ai sai phi đạt bán dân mở đạt bán cùng mùi ấy cùng mùi phi đo đạt phí ra mũi cùng mùi buồn đó một thầy buồn bầu cuối một thầy bán sầu được thể chất xa cùng xa sập phí con nấc cùng mùi hàng lớn cùng với con nấc con nấc cùng mùi này chả thể chất và bạn đi con kia xa pi rồi hà phí và đi con kia và xa nấc pi rồi hà sập phí này chả rồi có cái khác đó là do khi bạn nhập pi bỏ biết quân với cho kia của bạn tài nè chả nó có một giá ra cái đây cũng thôi bạn biết được mấy những quân lên để tận chiến chả có sao phải dùng cho sang một quân sáng phí thì bạn phải dùng hình thông tận nhá chả thế chắc thì bạn khi máy được thì nói từ những quân mà nên thời kỳ rồi hạ sấp vì là hạ pì chứ thì đặt thì bạn dùng má hàng lớn những sừng á đỏ mà phải qua tôi là bảy và mấy đó mà phải muối sơ sơ lên muối mà phải tràn một pì và đỏ qua lần pì buồn chắc hẳn có phải đỏ cái mùi nên sừng á đó bảy của mùi đó sáng sáng tháng bảy chả trước sinh nhật đó đó được kia đi ha sinh nhật đó đó thời vô đây mình lấy nước bô kia hai sinh nhật là sáng đó đang là bài trước trên ban đo máu nhưng vô cái đầu mùi đó sai bảy máu bô kia cho nó chả trước bô máu ban bảy bô muối buồn buồn bô buồn đó đọc bảy từ lớp pi rối ha sấp pi rồi hai sập pi chà chắc bạn nhớ từ bạn mình nâng nè chà ok à sau khô chà đi lên đo một hai lần pi lên rồi một hai gram đo bôi lên gram bôi vào đo bay lên chà sấp bay lên chà sấp phẳng chắc bạn nhớ từ sự nhá anh ấy mình pi chắc từ thằng bạn biết sự nhá chắc từ thằng quân sự nhá sần nè chà ok chắc bạn tái một lần đi từ ngày mới sần tham tập hiệp bao nhiêu ngày sử dụng bàn thôi cũng theo cái này đi tập bất cứ ai đi ngày sử dụng bàn thì cũng phải sử dụng chất nhưng phơi mà chọn hào chắc là đi mơ bất hiệp bao nhiêu ngày sử dụng bàn đó tập sản phẩm ai sử dụng bàn nhiều sử dụng vì tất là mấy bệnh nhân cũng đều bị máy có sử dụng lại và hay bớt lên rồi hay cảm sử dụng bằng ngắn hay bớt pi bầu bớt buồn muốn chạy đẹp bảy đi môi bầu bảy môi bầu pi bảy bảy bầu pram của bảy bảy chạy đẹp bảy để cái sử dụng cá tết đi bảy chất sự tham phải chạy đại được bảy chất hành đi chạy đại thì nè chả chất dương hành đi sử dụng cá tộc viên lần đầu tài đó một phải bớ lớn mà rối một phải bằng đó mùi lớn bằng chả mùi lớn bằng nâng cả sử dụng bà này đó con bố đó hành đi chất sự tham chạy được bảy máu và được chỉ một phải bằng nè chất sự tham bảy đó một phải bằng bảy một phải bằng đó mà chất sự tham chất bằng đó mùi lớn một thấy rằng nhưng hơi bị sửa đùa tới giờ bạn lấy tàu trên nguồn đó trả lấy tàu trên nguồn nhưng sửa cần lấy này này thế trả thể chấp đang đồng đó thì bay
តម្រូវទី3ឯនេះមាន125មាន5មាន25អញ្ចឹងយើងមើលទី3រួមយកប្រមាណនេះគាត់ថា125ចែកដាច់នឹង5ក៏ចែកដាច់នឹង25ដែរអញ្ចឹងទី3ធំជាងគេគឺយើងយក125ត្រង់ទៅណាចាអញ្ចឹងទី3រួមយើងយក125អញ្ចឹងនេះគាត់ប្រមាណ125អញ្ចឹងយក125យកទៅចែកឲ្យ5បាន2 2 5ដង12ដល់បាន5 25អញ្ចឹងនេះទៅគាត់នឹង25ចឹងវាបានស្មើដល27ចែកនឹងទុកដដែលមកលើ125ដល់ឲ្យ1គុណនឹង20 25លើ5គុណនឹង20គុណនឹង25ដល់1គុណនឹងម៉ាននេះយើងមាន25អញ្ចឹងមិនយើងដើម្បីបាន125 5យើងត្រូវគុណនឹង20 25អញ្ចឹង25នេះត្រូវគុណនឹង5វិញដើម្បីបាន125អញ្ចឹងគុណនឹង5យើងបាន25គុណនឹង5ហេបន្តមកយើងគណនាមកបានធៀបឯងដាក់ធៀបឯងរួមមក125នេះដល់27ដល់25ម្ដង25 5ម្ដង5ចា៎ហេអញ្ចឹងបើយើងសញ្ញាដល់ទាំងអស់អញ្ចឹងបានដល់ទាំងអស់យើងអាចយើងត្រូវយកលេខនេះបូកបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ណាចា៎ហើយរក្សាសញ្ញាដល់នឹងដដែលចឹងក្រោយនេះយើងបានធៀបឯងគឺ120 125ចឹងគេយកអានេះយើងអាចនេះបានណាដក27ដក25ដក25ដក5ដក30ដក30មានថាយើងយកមកចែកយើងយក27មកបាន25ពោះឲ្យ5ចឹង5មក5 10 10មក7 17សរសេរនេះ7ថាទៅ1បាន5ចឹងហ៎ចឹងយើងបានដក57ចា៎ចឹងឃើញដក57នៅលើ120 125ហេអញ្ចឹងបើយើងផៃជាសំនួនកើទេណាចឹងសំនួនកើយើងទុកប៉ុណ្ណឹងណាចា៎ហេអញ្ចឹងនេះជាការកណនាប្រមាណវិធីបូកដកប្រភេទដែលមានពីបាយខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់បូកដកប្រភេទដែលមានពីបាយខុសគ្នាគឺយើងត្រូវតម្រូវវាឲ្យដូចគ្នាសិនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបូកឬក៏ដកពីយកមកពីយកហើយពីបាយយើងរក្សាទុកមួយនៅដដែលតែបងយើងនេះយើងធ្វើរបៀបកណនាដោយប្រើបញ្ចូលនៅមានសញ្ញានៃចំនួនរ៉ូឡាទីណាយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅយើងចំណេញក្នុងការកណនាឲ្យយើងស្ទាត់ជាមួយនឹងសញ្ញាអូខេហើយជាចុងក្រោយនៃវីដេអូគឺតែងតែមានលំហាត់ប្រតិបត្តិសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការដែលវឹកហាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងចា៎ពីព្រោះមុខជាអីក៏ដោយគឺត្រូវការអនុវត្តឬក៏វឹកហាត់ឆ្លើយចា៎ទៅពេលដែលយើងរៀនចប់គឺត្រូវធ្វើលំហាត់នឹងដើម្បីដឹងថាតើយើងយល់មេរៀននឹងបានប៉ុណ្ណាមេរៀនផ្នែកសំណួរចម្លើយដូចគ្នាដែរយើងរៀនមេរៀនចប់ហើយយើងត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរដើម្បីដឹងថាពេលយើងរៀនហើយយើងយល់ប៉ុណ្ណាមែនអត់ចា៎អញ្ចឹងសូមព្យាយាមមើលលំហាត់ទៅយល់មើលការបញ្ចូលនីមួយៗឲ្យយល់ច្បាស់ហើយយើងអាចធ្វើរបៀបនេះបានហើយណាចា៎យល់ហើយកុំភ្លេចចាំផងចា៎អូខេមេរៀនរបស់យើងត្រង់ចំណុចវិធីបូកដកចំនួនសំដៅវិធីបូកដកប្រភេទដែលមានពីបាយខុសនេះគឺយើងបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងនឹងបន្តជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតណាចា៎អរគុណច្រើនបងប្អូនដែលបាន